Xin chào các bác và các anh em yêu âm nhạc và đam mê hát trên khắp mọi miền tổ quốc. Và đây là một cặp loa Audio Center hàng bãi xịn PF12. Vâng, hôm nay em sẽ tháo mở một cặp loa này ra cho các bác và các anh em cùng chứng kiến và tham khảo đánh giá dòng loa Audio Center. Vâng, với cặp loa Audio Center này hàng bãi xịn còn rất đẹp. Vâng, đây là một chiếc loa bass 30. Vâng, còn rất xịn. Vâng, đây là chiếc loa check. Vâng, Audio Center. Vâng, rất đẹp. Vâng, tiếng check của dòng này rất là sáng. Và với dòng loa Audio Center này thì lời nó rất là nhiều. Vâng. Vâng, tại vì nó khó cho nên là em bỏ lên trước các bác nhé. Nó rất là khó bỏ, em không muốn tháo ốc này ra. Vâng, nếu mà tháo cái loa check này ra thì các anh em phải tháo con ốc này ra thì mới được, chứ không rất được. Vâng, phải tháo con ốc bốn cạnh này. Thì cho nên là em không muốn tháo là em bỏ lên như thế này. Và em đã tháo sẵn và em cắt một cái dây bên trong ra thì nó mới dòng dây được, nó mới dài lên như thế này. Vâng, còn bây giờ em sẽ mở. Vâng, em tháo sẵn ra rồi. Đây là một chiếc loa bass 30. Quán xịn luôn. Đây là một chiếc loa bass 30. Và trung tâm cũng thông báo đến các bác và các anh em là cặp loa Audio Center này đã có chủ nhân. Vâng. Vâng, anh là Nguyễn Thanh Sơn, anh ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vâng, anh đã mua bên trung tâm một cặp loa Audio Center hàng bãi xịn. Đây là bên trong phần tần. Và bên trong đây là nội thất bên trong phần tần. Và đây là nội thất bên trong trước phần tần. Rất khủng, chiếc phần tần rất khủng. Các bạn và anh em đã quan sát rất là rõ. Ở đây là cũng là yêu cầu của anh Sơn. Sơn yêu cầu trung tâm tháo mở cho anh một cặp loa Audio Center của anh đã đặt mua bên trung tâm. Với dòng loa Audio Center bãi xịn này thì trung tâm cũng làm clip tháo mở rồi. Đây là yêu cầu của anh thì trung tâm rất chiều lòng cho các bác và các anh em, tuy rằng rất bận rộn. Vâng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2018, là buổi trưa thứ hai đầu tuần. Vâng, trung tâm làm một đoạn video clip ngắn theo yêu cầu của anh Sơn. Vâng, và đến đây trung tâm cũng xin thân ái chào tạm biệt toàn thể các bác và các anh em tại đây. Và xin hẹn gặp lại vào những video clip tiếp theo. Tôi xin chào và xin hẹn gặp lại.